Đây rồi, quay rồi, quay rồi. Ok. Quay rồi. Xin chào mọi người, hôm nay thì em lại làm một cái video vào mũi 2 cho cái đàn chó con nhà em. Hôm nay bọn nó ăn, khi mà mọi người tiêm vaccine mũi 2 thì mọi người chú ý là nó phải ăn uống khỏe mạnh bình thường thì các anh mới được tiêm ạ. Không được đi à, đi đái thì. Và đi tiêm thì mọi người cũng nên chú ý là đánh dấu hoặc là bỏ riêng từng con ra, không rồi nó lẫn lộn lên. Ví dụ kiểu nó cứ chạy long xăng lẫn vào sao? Nhau thì con tiêm rồi, con chưa tiêm nó cũng khó nhớ. Khi mà tiêm vaccine thì mọi người nên chọn cái loại vaccine 5 bệnh hoặc 7 bệnh của Mỹ ạ. Không, đừng tiêm của Việt Nam ạ. Này, nhà em tiêm rất nhiều rồi, em thấy cái tỷ lệ Việt Nam để chỉ có Mỹ như có Pháp rồi chứ. Có hai loại, ta lên đây ta mua tuần hai loại, một Mỹ một Pháp rồi mà. Không, có cả Bồ Đào Nha ở Việt Nam. Có nhiều loại. Nhiều loại lắm anh ạ. Cháu thứ hai. Rất là ngoan. Tiêm cho khỏe gì đây nào. Đấy. Con này đang lên lông rồi. Thấy chưa? Con này đang lên lông chưa? Ăn gọi liên tục. Bọn này mà mẹ đúng khoảng 2 tháng rưỡi mà bắt cho đúng là đẹp long dã man luôn. Nó lên lông hết. Khi mà tiêm xong thì mọi người sẽ xoa cho chỗ vừa tiêm để nó tan thuốc, tránh bị áp xe ạ. Nếu mà các anh mà không có mua loại thuốc này thì nó có bán rất nhiều các ngoài các cửa hàng, các thú y ấy. Thì thuốc vaccine nó cần phải bảo quản lại. Là... Đây, con này lên lông hết này, đây là thay này, đốm này, đu rồng hết này. Ôi chặt nó vào không? Được vào được một lửa không? Mập ghê. Người tròn xe. Vừa út. Mới bế được bao cân? Rút ra. Phương giữ cái đầu. Bóp đi. Về cái đầu tiêm đi. Bóp tiêm lại chưa? Rồi mình mỗi một mình chơi đây ba người tiêm. bóp đi thả luôn đấy tao kỳ tí hơn cả người luôn nha. Cầm máy hả tăng em lại bắt bỏ riêng ra. Chào mọi người nhá, em tiêm xong rồi. Cho các cháu về trường rồi.